Chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 24 giờ TV để cùng nhau cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Kính thưa quý vị, ba lợi thế cực lớn của đội tuyển Việt Nam nếu vòng loại World Cup 2022 bị hoãn vào tháng 3. Các trụ cột lấy lại phong độ ở đầu mùa giải năm nay, ngoại trừ Văn Toàn vẫn đang tỏa sáng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai thì hầu hết các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam đều đang có phong độ khá phập phù. Quang Hải hay Văn Quyết vẫn chưa thể tỏa sáng để cứu vớt câu lạc bộ Hà Nội, thua bết bát hai trận đầu tiên. Trong khi đó, tình cảnh của Công Phượng cũng không khác là mấy so với Quang Hải khi anh vẫn chưa thể tìm lại được mình sau một mùa giải thăng hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Xuân Trường, Tuấn Anh hay Trọng Hoàng cũng chưa thể có được phong độ tốt nhất sau hai vòng đấu đầu tiên ở V-League 2021. Chính vì vậy, nếu vòng loại World Cup buộc phải diễn ra vào tháng 6, rất có thể các trụ cột của đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được điểm rơi phong độ tốt khi giải đấu V-League đã trôi qua được một thời gian dài. Các ca chấn thương của đội tuyển Việt Nam bình phục hoàn toàn. Hiện tại nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hùng Dũng vẫn chưa thể trở lại bởi những chấn thương khác nhau. Khi vòng loại World Cup không thể tổ chức vào tháng 3, những ngôi sao kể trên của đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn chấn thương cũng như lấy lại cảm giác bóng để có được phong độ tốt. Lúc này tuyển Việt Nam sẽ có được lực lượng mạnh nhất để quyết thắng Malaysia và mở rộng cánh cửa đi tiếp. Các cầu thủ không bị quá tải bởi lịch thi đấu. Việc lùi vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6 sẽ có những cái lợi nhất định về mặt nhân sự và phong độ của các cầu thủ, bởi ở thời điểm hiện tại V-League 2021 chưa hẹn ngày trở lại do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên nếu các trận đấu được lùi sang tháng 6 sẽ tạo ra sự chủ động hơn cho các giải quốc nội và cho đội tuyển Việt Nam trong việc tập trung và tập luyện để thi đấu. Điều này giúp các cầu thủ tránh khỏi việc bị quá tải bởi lịch thi đấu trồng chéo của các giải đấu. Bên cạnh đó, thì việc giảm thiểu số ngày cách ly khi đi du đấu tại nước ngoài cũng giúp các cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Năm 2021 lại nói chuyện hợp đồng của ông Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn nhiều nhiệm vụ lớn cần thực hiện với bóng đá Việt Nam trong năm 2021, nhưng chuyện hợp đồng của ông và VFF lại được nhắc đến. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã ký hợp đồng với VFF và đến Việt Nam làm việc từ năm 2017. Đến năm 2019 thì ông gia hạn thêm 3 năm. Cuối năm 2021, huấn luyện viên Park sẽ hết hạn hợp đồng 2 năm với VFF. Trong điều khoản hợp đồng, hai bên có quyền kích hoạt tự động gia hạn thêm 1 năm nếu thành tích tốt. Trong khoảng thời gian năm 2020, khi các hoạt động bóng đá bị tạm dừng, ông Park và đội ngũ trợ lý đã được nghỉ ngơi nhiều. Đã có thời điểm truyền thông đặt vấn đề rằng, ông Park có chịu áp lực bị giảm lương như các ngành nghề khác hay không. Đó là câu hỏi nhạy cảm và xảy ra khá nhiều ý kiến tranh luận vào thời điểm đó. Ông Park đã nói rằng Tất cả các quy định về lương đều chi tiết trong hợp đồng, nếu đặt vấn đề như thế chúng ta phải tái ký hợp đồng lại. Tôi nghĩ đó là vấn đề không nên suy nghĩ một cách dễ dàng quá. Tôi biết tình hình bóng đá Việt Nam khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19. Nếu anh chị nhắc đến vấn đề lương bổng, tôi nghĩ chắc phải tái ký hợp đồng lại. Thực ra chúng ta có nhiều cách làm. Tôi đến Việt Nam làm việc nhưng tôi có đóng góp cho bóng đá trẻ, có cống hiến phục vụ cho xã hội. Năm nay nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tôi nghĩ sẽ làm thế nào để đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ. Nếu các bạn đặt vấn đề như vậy, tôi với người đại diện sẽ tái ký hợp đồng. Tôi sẽ đặt vấn đề trao đổi với VFF. Tôi là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc, tôi có lòng tự trọng của mình. Căn cứ vào đây để có cái nhìn khách quan cho năm 2021, ông Park đang đối diện với những nhiệm vụ nặng nề, đó là bảo vệ huy chương vàng SEA Games 31, vô địch AFF Cup và vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Nếu như dịch Covid-19 được kiểm soát, các giải đấu chính nêu trên diễn ra trọn vẹn, ông Park sẽ gần như không có ngày nghỉ. Nhiều người nói vui rằng ông làm bù cho năm 2020. Và lúc này thì ông có được tăng lương hay không? Lại nói chuyện hợp đồng, nếu như không có được thành công với bóng đá Việt Nam, hợp đồng mới của ông Park đâu được quan tâm đến thế. Và nếu không phải vì ông đang nhận mức lương sắp xỉ là 50.000 đô la Mỹ một tháng, liệu truyền thông có đặt câu hỏi? Thực tế vấn đề nên được nhìn nhận ở cách tiếp cận. Với ông Park có thể là lòng tự trọng, nhưng nếu ông đang ở vị thế là nhân vật của truyền thông để đủ hiểu rằng đó là thông tin đáng quan tâm. Đầu năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được vinh danh trong buổi lễ ra mắt công bố kỷ niệm trương mang hình ảnh của chính mình sau thành công và những gì làm được cho bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một huấn luyện viên bóng đá Hàn Quốc có vinh dự được làm kỷ niệm trương riêng. Đó cũng là những giá trị chắc chắn không hợp đồng nào mua được. KBS trích lời ông Park Hang-seo Năm nay là năm cuối trong hợp đồng giữa tôi và VFF, nhưng tôi vẫn sẽ trong tâm thế như năm đầu tiên đối mặt với thử thách. Hào quang trong quá khứ giờ nên để lại trong ký ức tôi chỉ cố gắng hết sức tiến từng bước về phía trước, giống như câu nói được khắc trên tấm huy chương, tôi sẽ cố gắng hết sức và đón nhận kết quả. Năm nay sẽ có nhiều giải đấu và tùy thuộc vào kết quả, VFF sẽ đưa ra quyết định có gia hạn hay không. Tuy nhiên tôi không quá chú trọng vào kết quả nữa. Chúng tôi đã vô địch AFF Cup, SEA Games. Trên hết, tôi sẽ làm việc với tinh thần phấn chấn và giữ vững tâm thế như trước. Năm 2021, dù đã đến hạn hợp đồng phải đàm phán, thế nhưng hãy khoan nói chuyện điều khoản lúc này, bởi trước mắt chúng ta là những mục tiêu quan trọng. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng xác định vòng loại World Cup 2022 là mục tiêu quan trọng nhất của ông. Tuy nhiên căn cứ vào thực tế ở Việt Nam, các giải đấu khu vực có ý nghĩa không kém, thế nên ông Park đã xác định: "Là một huấn luyện viên bóng đá, tôi đang cố gắng làm mọi thứ có thể làm được với các đội tuyển Việt Nam với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi sẽ vượt qua lịch trình khó khăn với những suy nghĩ tích cực vào năm 2021." Bình luận viên Quang Huy, Sông Lam Nghệ An ngày càng khó trụ hạng. Sau 3 trận đấu tại V-League 2021, Sông Lam Nghệ An mới chỉ có được 1 điểm và nội ám ảnh trụ hạng lại thường trực với các cổ động viên xứ nghệ. Với góc nhìn của bình luận viên Vũ Quang Huy, đây sẽ lại là một mùa giải khó khăn nữa với thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Trường. Trận đầu ra quân, sông Lam Nghệ An chơi thiếu người trước Bình Định vì đội trưởng Văn Khánh nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên Phan Văn Đức và các đồng đội vẫn thi đấu đầy kiên cường và có được một điểm quý giá. Trận thứ hai làm khách tại Pleiku, sông Lam Nghệ An tiếp tục phải thi đấu với 10 người vì Thái Bá Sang nhận thẻ vàng thứ hai rời sân trước khi thua ngược 1-2. Lượt trận thứ ba thiếu vắng nhiều trụ cột, có đủ ba ngoại binh nhưng Sông Lam Nghệ An có màn trình diễn rất nghèo nàn và trắng tay rời sân thống nhất khi thua với tỷ số là 0-1. Lượt đi V-League 2021 có 13 vòng đấu và còn 10 trận để Sông Lam Nghệ An nuôi hy vọng cải thiện thành tích, tránh rơi vào nhóm 8 đội phải đua trụ hạng. Trong chương trình Nhà vô địch, bình luận viên Vũ Quang Huy bình luận: Tôi cho rằng những mùa giải gần đây Sông Lam Nghệ An đã quen với việc phải ăn đong, mất mát lực lượng sau mỗi năm, họ buộc phải gọi trở lại những cầu thủ đã hết phong độ rồi trở về, phải đôn cầu thủ trẻ lên rồi vá víu chỗ này chỗ kia những năm gần đây sông lam nghệ an đã quen với việc phải đua trụ hạng nhưng họ đều về đích một cách an toàn tuy nhiên năm nay tôi có cảm giác khả năng trụ hạng của họ ngày càng trở nên khó khăn càng mong manh hơn mùa bóng này tôi xếp sông lam nghệ an vào bốn đội bóng có khả năng nguy hiểm các đội bóng đang chuyển động nhưng sông lam nghệ an dù rất nỗ lực xoay chuyển còn đó những người tâm huyết nhưng ngày càng bị rơi vào phía sau sông lam nghệ an sẽ phải rất cẩn thận vì họ chưa từng một lần xuống hạng bình luận viên đặng phương nam phân tích với sông Lam Nghệ An họ khó khăn từ nhiều mùa giải rồi, tuy nhiên đội bóng xứ Nghệ vẫn có chất riêng. Chúng ta nhìn thấy tất cả cầu thủ nội binh của họ đều là người Nghệ An, họ vẫn biết nắm tay nhau vượt qua khó khăn. Thực ra lối chơi của sông Lam Nghệ An năm nay không tệ, hai trận đầu tiên có kết quả không tốt vì họ đều phải thi đấu thiếu người từ sớm và chơi rất hay. Tuy nhiên ở trận vừa rồi họ chơi đủ người trước câu lạc bộ Sài Gòn để lộ ra rất nhiều vấn đề, lép vế từ đầu đến cuối. Đúng là sông Lam Nghệ An đang có vấn đề ở ngoại binh. Tân binh Bruno Henrique vừa rồi chơi rất tệ và chưa hòa nhập vào lối chơi của toàn đội, đó sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Ngô Quang Trường phải tìm ra lời giải. Rõ ràng Sông Lam Nghệ An đang phụ thuộc rất nhiều vào khả năng dẫn dắt lối chơi của Phan Văn Đức trên hàng công, nhưng khi cầu thủ này bị phong tỏa thì khả năng ghi bàn của đội bóng xứ Nghệ là rất yếu. Các ngoại binh như là Peter Samuel hay Bruno Henrique vẫn chưa có bàn thắng nào và đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu ở một góc nhìn khác, các chuyên gia cho rằng hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An chính là điểm yếu nhất của đội bóng xứ Nghệ khi những tiền vệ trung tâm không thể bao quát được tuyến giữa, hỗ trợ phòng ngự từ xa cũng như phân phối bóng lên tuyến trên cho các tiền đạo. Từ nay đến V-League 2021 trở lại là khoảng thời gian quý giá để Sông Lam Nghệ An ổn định và trở lại cuộc đua cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 24h TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ kênh bóng đá 24h TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.